Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Tô Tân Hoa Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Cộng hòa Liên bang Đức. Và từ trước các bạn biết rồi, mình đã thực hiện cái cuộc chiến chống cái thằng nổi loạn vớ vẩn chỗ này. Và mình đã kiểm soát được toàn bộ vùng Starbuck, Stuttgart này và Prague. Kiểm soát được khu vực này và mình đã giao cho mấy thằng đệ tử của mình quản lý để mình làm một cái lá chắn. Hiện tại bây giờ thì thằng Pháp nó còn duy nhất một cái lối để nó có thể tiến trực tiếp lên đất của mình, đó là khu vực này. Mình hiện tại mình đang đóng quân ở đây để chồn chú ấy, nhưng mà chắc là mình thấy đây có quân đoàn của Jinlen. Ở tập trước thì như mình đã nói với các bạn về cái tướng này rồi đúng không ạ? Jinlen lên đây. Tướng này là một trong những vị tướng chỉ huy giỏi nhất, một trong những thống chế giỏi nhất của mà rất được Napoleon Bonaparte yêu quý. Ông đã hy sinh và khi hy sinh thì khi ông hy sinh và đích thân Napoleon đã gửi một bức thư về cho gia đình của ông ấy. Trong bức thư có viết rằng khi tôi biết đến Jean là tên của ông ấy đây, là một thì cậu ấy là một chàng trai và khi tôi đã mất Jean, khi cậu ta đã một vị tướng giỏi kiệt xuất. Để nói đến sự tiếc thương của Napoleon đối với vị tướng này khi ông đã tử trận những cái trận chiến mà ông ấy đi cùng với Napoleon. Tất nhiên làm tướng chiến trường thì tất nhiên phải tránh xa khỏi hy sinh đúng không? Đó là cái chuyện bình thường. Đấy là cái chuyện câu chuyện của Napoleon và Jinlen. Còn bây giờ chúng ta để đối phó với cái anh Nikolai Nyazepsov trở mặt như trở bàn tay thì mình đã cho hai quân đoàn. Quân đoàn này và quân đoàn này đóng ở đây. Và mình sẽ có thể nói là đề phòng cái chuyện người bạn không dễ gì thân thiện, không thân thiện gì lắm, người Nga tấn công mình. Và một lần nó đã từng tuyên chiến với mình rồi và mình phải đề phòng đúng không ạ? Thôi có lẽ lượt này không có việc gì làm nên là mình sẽ qua lượt đấy. Xem tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Người Pháp tấn công mình. Trận này thì cái quân đoàn này sẽ quân đoàn tấn công trước nhưng nó hơi thương vong, để mình cho nó qua lượt xem là nó làm gì mình tiếp. Không làm được gì mình đúng không? Rồi. There is unused land. Một thằng điệp viên của Pháp nó đến nó để ám sát mình. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade. Thì đây này. Để mình xem cái tướng này nó mạnh không. Strong defense muốn thua. Mình không biết mình có lên luyện thêm mấy tướng nữa không. Saxony. Tốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xếp lại đã. Tại sao mình xếp thì các bạn nhìn nhá. Các bạn nhìn đây có một cái thằng điệp viên nó vừa tấn công mình. Mình sẽ cho điệp viên của mình tấn công lại nó. Mình sẽ cho điệp viên của mình tấn công lại nó. Đây. Như thế này. Các bạn xếp nó lại để đảm bảo rằng là bây giờ cái tỷ lệ thắng nó sẽ là 50-50, thậm chí bạn thấp hơn 32%. Nếu như bạn không xếp thì nếu chẳng may nó chết ấy, thì bạn sẽ mất vĩnh viễn cái thằng điệp viên của các bạn. Đó, như thế này này. Đó. Các bạn có thể loát lại để đánh lại. Ăn gian một tí cũng được. Nó không như các bản kia, các bạn có thể về thành dưỡng sức. Cái thằng này chết là không khôi phục được đâu. Nên chúng ta phải dùng cách đó. Hoặc mình thử sáng ngày xem mà. Cũng thế 32%. Đây là trận đấu tay đôi giữa các... rồi, thành công. Đấy. Đấy là một cái ví dụ để cho các bạn sử dụng lượt spy là hiệu quả. Nó thành công thì các bạn xếp lại cho mình. Đấy. Đây là cách để khỏi điệp viên chết, hoặc nếu các bạn cứ xếp lại hết lượt mà các bạn thấy ổn, các bạn có thể xếp lại để có những cái diễn biến. Thực ra đây là một cái cách nó không hay lắm, nhưng mà bởi vì riêng cái bản này, cái đội spy này nó có thể chết là không bao giờ khôi phục được, nên mà chúng ta rất để luyện một thằng spy cấp cao nó rất khó, nó không như bản nắp các bản sau, các bạn luyện rất dễ. Rồi, chúng ta đã cho quân Pháp đi qua đất của chúng ta. Và đây, con người mà mình vừa nói lúc nãy, nó nói Jim lên, người đã chết trong trận chiến và Napoleon đã vô cùng thương tiếc. Bây giờ thì ông ấy sẽ phải
Mình sẽ starboard quân đoàn này xem được nhỉ. Hoặc đơn giản bạn có thể ám sát thẳng tướng này luôn. Đây là các bạn phải xếp lại đã. Trước khi làm thì các bạn xếp lại cho mình. Rồi, bây giờ thì ám sát tướng này xem nào. 30%. Xịt. Rồi. Không quan trọng. Nếu mà ám sát được thì tỷ lệ thắng sẽ rất cao. Bởi vì quân mà không có tướng thì nó sẽ yếu đi rất nhiều. Rồi, chúng ta sẽ đánh một trận. Tỷ lệ của chúng ta thấp hơn rất nhiều. Vâng. Không sao. Đối phương có 3 khẩu pháo. Khá nhiều bộ binh. Đánh nhau với quân Pháp thì chưa bao giờ là dễ. Và với nhất đấy, một cái trong những vị tướng huyền thoại của Napoleon như thế này. Đối với tác chiến của Napoleon thì các bạn cũng biết rồi, chúng ta phải luôn luôn chọn được cái điểm cao. Và trong đây chúng ta đang thất thế khi mà quân Pháp đang ở với lợi thế là khi nó ở trên điểm cao. Đây các bạn có thể nhìn những cái vùng đất màu sáng hơn như này là những cái điểm cao, và những vùng trũng màu xanh sẫm này là những vùng đất nó thấp hơn này. Bây giờ chúng ta sẽ phải di chuyển quân làm sao đấy để đưa đến quân mình đến một cái điểm cao nào đó, mà trong khi chúng ta thì không có một điểm cao nào. Làm sao đây? Tất cả các cái vùng của chúng ta đang đứng hiện tại đều thấp hơn quân Pháp. Tạm thời thì mình sẽ cho pháo của mình đứng ở chỗ này. Đây là điểm cao duy nhất của chúng ta. Vâng. Mình cũng không chắc có thể bắn được cái gì đâu. Nhưng có một cái thú vị đó là những cái điểm cao như này thì chúng ta có thể lấp phía sau này. Đây. Các bạn sẽ dàn quân lên và lấp phía sau sườn đồi này. Pháo bắn thẳng sẽ không thể tấn công được, trừ khi sau này đối phương có lựu pháo thì các bạn không thể dùng chiến thuật đó được. Còn khi đối với đối phương chưa có lựu pháo, các bạn cứ lấp sau cho mình. Lấp sau các cái hàng rào này. Rồi. Chúng sẽ có kỵ binh. Và chúng ta sẽ có một đơn vị lính lén lựu đạn đi đằng sau cùng. Rồi. Để mình xem phía bên này có cái gò đồi, có cái gò nào có thể lấp được không. Ở đây nó có một khẩu pháo đây này. Khẩu pháo đấy nếu bắn qua cái hẻm núi đây. Chúng ta sẽ dàn quân ở đây và tự nhiên kỵ binh của chúng ta thì sẽ cùng với tướng để lấp ở một nơi xa xa nào đó. Trong rừng cây này đi. Đấy, còn đây, trận chiến ở đây sẽ là khó khăn. Chúng ta sẽ lại phải dàn quân ở đây. Cố gắng chạy lên cái khu vực này để giảm thương vong tối đa cho quân. Chiến tranh trong tác chiến trong Napoleon này nó thật đến mức độ mà bạn có sẽ cảm nhận rằng nó thật như là các bạn dàn quân thật trên chiến trường. Bởi vì này, các bạn sẽ phải tính từng gò đồi, từng cụ cây, từng hốc đá để có thể có đặt được lợi thế nhất cho quân mình. Các bạn có thể thấy rằng mỗi một gò đồi, mỗi một cái hàng rào này cũng là một cái điểm mạnh, điểm yếu khi các bạn tác chiến. Thế là nếu như muốn nói rằng thôi không phải là quá, nhưng thực sự tác chiến trong Napoleon mới được thực sự thể hiện là bản lĩnh của một người cầm quân. Và nói phét thì nhiều anh em lại bảo là phét đúng không? Thôi vào cứ nói phét đi, nhưng mà thắng được. Đây, chúng ta sẽ dàn quân chúng ta ở dưới sau chân đồi này một xíu này. Rồi, tương tự thế phía bên này. Ôi, pháo của chúng ta và pháo của đối phương đều bắt đầu bật lã đạn. Nhanh khẩn trương di chuyển phía sau chân núi này, nếu không chúng ta chết ngay bây giờ. Pháo binh là lực lượng rất nguy hiểm. Và kỵ binh của chúng ta xem nào. Kỵ binh của chúng ta thì chưa bao giờ là kỵ binh đối thủ của kỵ binh Pháp. Các bạn nhớ như vậy cho mình. Đừng có ngu đòn mà cho kỵ binh của Đức đối đầu trực diện với kỵ binh Pháp. Đó, nó bắt đầu bắn.
Nhưng khẩu pháo khi bắn qua đầu như này thì nó sẽ giảm, nó sẽ không thể chính xác trừ khi nó cẩu trúng. Nhưng mà cái tỷ lệ cẩu trúng thì rất thấp. Rồi, ta đứng như này là ổn rồi. Mình để xem tình hình nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bắn vào cái khu thung lũng này xem nào. Các bạn đã nhìn là đường pháo của các bạn liệu có thể bắn được tới không nhé? Bởi vì là có thể nó sẽ bắn được nhưng mà... Đây. Được, pháo của chúng ta có thể bắn thẳng vào thung lũng này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Pháo nó bắn vào đây. Và... thiết lập đội hình rỗng, ngăn không cho nó tấn công vào đây. Quân Pháp bắt đầu đang trèo lên. Chúng ta đang ở dưới chân sườn đồi, nếu như Pháp nó tấn công thì chúng ta sẽ bị bất lợi. Có thể mình sẽ phải rút tạm đội quân này xuống. Đồng nghĩa với việc cánh quân bên này phải buộc phải tấn công trước. Đâu rồi, xử đội pháo cho anh. Bộ binh của nó thì tràn lên chưa? Bộ binh của nó đang tràn lên rồi. Đội này rút trước. Tiếp tục rút. Chúng ta không chiếm được lợi thế điểm cao. Mình sẽ đi đạp từ từ đấy nhá. Chạy nhanh nhá. Chúng bắn bắt đầu bắn vào lưng chúng ta rồi. Các bạn thấy không? Nó cũng rất khôn khi nó biết rằng đấy là một cái điểm cao rất lợi thế để có thể tấn công. Và chúng ta thì... Rồi, chúng ta hai đội này lấp trong rừng, có một cái lợi thế nhất định. Chúng ta tạm thời thay xoay ra đây để đảm bảo chiến tuyến đó. Nếu không chúng ta không có chiến tuyến, sẽ phải dụ quân Pháp tiến sâu vào đất này. Đừng để nó có lợi thế tấn công từ trên đồi. Tiến sâu đây, chúng ta sẽ dụ quân Pháp tiến lên một chút xíu. Khoảng cách các đơn vị của chúng ta tiến xa xa ở đây. Rồi, chúng ta sẽ mở cái lối này ra và pháo binh của chúng ta sẽ tấn công thẳng vào đây. Rồi, quân Pháp tiến vào đây đã. Bình tĩnh đi anh em. Đội hình hộp rỗng luôn. Rồi, 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 kỵ binh Pháp à, chạy vào đấy. Rồi, cánh bên này à, đội kỵ binh của chúng ta đã xử lý xong khẩu pháo này của nó. Còn khẩu pháo này thì nó vẫn có đội ngựa để bảo vệ này. Đây là đội ngựa cực mạnh, chúng ta không thể tấn công được. Rồi, một cú đòn vi binh và chúng ta đã dụ được quân Pháp tiến sát vào đất của chúng ta để vào tầm bắn của pháo binh. Rất tuyệt vời, chúng ta có thể làm được những việc đó. Và đương nhiên đội này cứ tiếp tục lấp trong rừng, không nên tấn công chui ra. Mình không chắc lắm nhưng mình sẽ nghĩ là mình phải cho quân mình dàn ra đây. Ở đây chúng ta có thêm một cái lợi thế nữa là có cái hàng rào. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến quân ra đây đã. Hàng rào nó sẽ giảm thương vong khi chúng ta bị đối phương tấn công. Tương tự như vậy, chúng ta cho đội lén lựu đạn. Có lẽ đội lén lựu đạn đứng bên này để bảo kê. Đứng xuống trường bắn ở đây. Mình sẽ trận này chúng ta đang có lợi thế pháo binh ở tầm này. Rồi mình sẽ cho pháo binh của chúng ta bắn vào đây. Rồi, tuyệt quá. Phát bắn của pháo binh khá hiệu quả, mình sẽ nghĩ là vậy. Tình hình là pháo của nó được ngựa bảo vệ như thế này thì chúng ta không thể tấn công được. Có lẽ chúng ta phải cho tiến bộ binh tiến lên rồi. Cánh bên này thì bây giờ... Rồi, các bạn thấy không? Chúng ta đã có cái gò đồi này. Nếu chúng ta không có gò đồi thì chúng ta sẽ... Có lẽ mình sẽ phải cử một đơn vị. Có thể là lính ném lựu đạn đi. Đây, chạy ra khu vực này để ngăn không trường hợp bị tấn công. Nó không thể tấn công được, chúng ta đang lấp ở sau cái sườn đồi. Mình đã nói rồi mà. Chúng ta sẽ phải phòng thủ. Rồi, chiến tranh liên tục và chúng ta phải có quân liên tục. Đến đây,
đến đoạn nữa, đến đây. Rồi, người Pháp đã bật tấn công. Đúng rồi, chúng ta đã bắn tạt sườn người thủ. Nay chúng ta đứng sau một cái bờ rào, một cái lợi thế không hề nhỏ. Rồi, bắn đi. Nó đang bị bắn từ ba phía. Đây là một lợi thế của chúng ta. Đội lén lưu đạn lùi lại chút đã. Không nên tiến quá sát. Rồi, nó cảm thấy không ăn được và đã bắt đầu pháo binh chúng ta đâu rồi, bắn điểm trợ đi chứ. À, pháo của mình đang bị xoay ngang tầm này, nó rất khó bắn. Đây, bắn vào đây đi cũng được. Rồi, nằm quá tầm xoay ngang rồi. Hoặc nếu không mình sẽ phải xoay lại pháo. Chúng ta sẽ có lợi thế. Đây rồi, quân Pháp đang dồn một cục vào đây. Lượng bộ binh ở bên này đâu. Tiến vào em ơi. À, nó bắt đầu tấn công rồi. Cái binh của nó đâu nhỉ? Để lấp sau mấy khu nhà này không thì nó bắn nó nát quân rồi. Loại bỏ khẩu pháo này đã, chúng ta mới tiếp tục ở đây rồi. À, đây rồi. Rồi, một trận chiến mà quân Pháp chết khá nhiều ở đây rồi. Nhưng mình chỉ e là quân của mình sẽ bị hết đạn khi ở chỗ này. Rồi, hay quá. Và mỏng vào lùi xuống sâu một chút. Các đơn vị súng trường của Đức mới là mạnh nhất. Đây là những đơn vị bắn giỏi nhất của Đức. Súng trường. Người Đức rất tự hào về các đơn vị này. Tiến lên xíu. Phải xử lý được khẩu pháo này đấy. Rồi, tấn công cho anh. Mình biết mà, nó có đội kỵ binh bảo vệ. Thế nên là, đây này. Thế nên là tại sao mình luôn có bộ binh đi kèm. Chạy nhanh. Vào đây cho anh, nhanh. Dụ nó vào. Nó luôn có đội kỵ binh đi kèm bảo vệ, nó khôn vãi trưởng luôn. Nó được chỉ huy bởi một tướng huyền thoại của Pháp. Cánh bên này xem nào. Chúng ta phải chiến đi các chiến trường liên tục này. Quá vất vả cho một tướng quân. Rồi, rất tuyệt vời khi pháo binh của chúng ta có trận này được kiểm trợ rất tốt. Bắn. Mình ném đi lại. Rồi. Chiến ở đây không đơn giản cho các người đâu. Nào, xông vào à? Hình nhục rỗng rồi. Tranh thủ. Rồi, kệ nó. Kệ nó xông vào hình nhục rỗng. Binh Pháp à? Xong rồi. Rồi. Các quân đoàn của Phổ tiến nhanh lên cho anh. Đây, chúng ta sẽ có một cái gò núi thứ hai tiến tiếp vào đây cho anh. Cánh chỗ này mới là vấn đề. Binh Pháp. Pháo binh của mình đang bị ngang, không thể bắn được. Phải xoay khẩu pháo ra đây rồi. Xếp lại pháo và xoay lòng pháo ra đây.
Hai đội này sẵn sàng móc lốp đằng sau nhá. Chuẩn bị. Rồi. Dàn pháo ra cho anh. Còn một khi mà pháo nó dàn được ra đây thì chúng mày chết luôn, pháo bắn từ trên sườn đồi xuống. One of our units has used all its ammunition. Đã xong, một đơn vị hết đạn rồi. Một đơn vị súng trường của mình đã hết đạn. Thật là nguy hiểm. Cánh quân bên kia tiến mà hơi chậm một chút là bên này dễ nát đấy. Các bạn thấy không? Có một đơn vị kỵ binh ở đây đang bảo vệ. Có nghĩa là dù thích không thích chúng ta vẫn phải xông lên rồi. Và không sao, chạy ra đây. Chạy ra đây cho anh. Tâm. Rồi, đặt lại pháo cho anh. Rồi. Hai đơn vị này tiến xuống thật nhanh. Bọn Đức bắt đầu, à bọn Pháp bắt đầu nó thích dùng lưỡi lê rồi đấy. Hai đơn vị súng trường của chúng ta đã hết đạn. Và chúng ta sẽ rút một xíu. Ở đây chúng ta có một cái hàng rào. Bây giờ mình sẽ rút quân mình xuống đây một sông. Kiểu pháo bắn có thể chết quân mình lắm. Chờ lực lượng tiếp viện đến. Rồi chúng nó đang bị đi thẳng vào tầm pháo bắn thẳng chúng ta. Rồi phá bắn thẳng rồi, thoải mái đi. Hai đơn vị này chắc phải rút rồi, rút lại đây tiếp. Ok rồi, sao mình lại chỉ huy được cả cái bọn tít đằng kia nhỉ? Quét mạnh ghê. Rồi pháo của chúng ta đang lã thẳng, biến được cái cánh này lên ngay, không chết bây giờ. Binh nó đây rồi à? À, kỵ binh của nó bỏ chạy rồi, ra tiếp viện quân rồi. Nó bao vây đội lính của mình này. Rồi này rút về sau sườn đồi. Tiếp tục rút. Tiến lên. Không để nó bắn móc lốp anh em mình. Bên này nữa, rút xuống. Tạm thời rút đi. Một phát đang tràn lên rồi. Rồi chúng ta đã loại bỏ được khẩu pháo này rồi. Hai đội này tiến lên đây cho anh. Chuẩn bị dàn hàng. Các đơn vị này bắt đầu tiến lên đây rồi. Tốt, chúng ta có lực lượng yểm trợ đây rồi. Đây rồi, sợ. Hai đội súng trường đây rồi. Rồi lại đã. Người Pháp bắt đầu phải di chuyển rồi. Hai đơn vị này vừa đến tăng viện đúng không? Vừa được đến tăng viện, tấn công vào đây cho anh. Rồi. Hai đơn vị này bị thương vong. Rồi, tiến ra đây. Lực lượng tăng viện của chúng ta đã đến. Xong. Pháo của chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển. Nào, bình tĩnh đi. One of our units has used all its ammunition, sir.
Vâng, thêm một đơn vị là hết đạn. Chúng ta bắn hết đạn rồi. Bình tĩnh nhá. Ok, bắn sạt sườn kìa. Đội hình hợp giống. Đội hình hợp giống nhanh. Bình tĩnh. Đừng sợ quân Pháp anh em ơi. Chúng không đáng sợ lắm đâu. Cứ từ từ chúng ta sẽ thắng được. Đây đó rồi. Lấp sau cánh rừng này đã. Quân Pháp đang ở đây ạ. Rồi, xử lý đội kỵ binh này vào nó cho anh. Rồi. À, bắt đầu các đơn vị bắt đầu tiến lên đó. Xong rồi. Rồi, bắt đầu tiến lên. Ở đây nó có một cái rừng cây rất tuyệt vời nếu các bạn phòng thủ. Quân Pháp đang tiến về phía kia rồi. Các lực lượng của chúng ta sẽ bắt đầu phải tiến gần đây đó. Mình không chắc lắm đâu nhưng mà quân Pháp bắt đầu tiến sang bên kia sườn đồi là chúng ta bắt đầu gặp bất lợi rồi đấy. Từ từ nhá. Chúng ta lại không có điểm cao để bắn Pháp. Không sao, có lẽ mình phải dụ nó xuống. Phá rồi. Tiếp tục. Tính sao nào. Cánh cái này. Rồi chúng ta sẽ cho quân của chúng ta khép vòng vây dần ạ. Rồi lính đánh lũ đạn tiến lên đây. Pháo binh của chúng ta bắt đầu ạ. Từ từ từ. Đứng trong rừng cây đó. À, đội này hết đạn rồi, đội lại xíu. Bên này cũng thương nặng lắm à. Chúng nấp ra sau rừng cây. Sau sườn đồi. Không phải rừng cây mà là sườn đồi. Và cái dàn quân đã. Để xem ý tứ của đối phương thế nào. Đội binh của chúng ta đâu rồi. Sẵn sàng cho kỵ binh móc lốp nếu thấy cần thiết. Tấn công vào đây chơi. Có thể bắn trúng tướng của nó thì càng tốt. Và chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến này. Hơi mạo hiểm nhưng mà có lẽ mình sẽ buộc phải tấn công trước. Ta sẽ buộc phải tấn công trước rồi. Chúng ta đang có lợi thế và chúng ta buộc phải tấn công trước. Không chắc lắm nhưng mình nghĩ là ném được đạn ở đây đã. Cơ số kỵ binh của chúng ta chết chỗ này để chiếm phá được khẩu pháo của nó. Wow, lén đi bạn. Lén tiếp. Đã có bọn này bắn rồi.
các em cứ việc lén ra. Ôi ôi, nó bị mất tinh thần luôn. Tinh thần nó không khỏe. Tinh thần của nó vẫn gớm đấy. Tiếp tục. Tiếp tục lén. Chúng ta ném ngang chỗ này nên là không chết được mấy. Tiếp. Ồ, oh, sợ chưa? Đơn vị này bắn trực diện với nó, bị nó bắn rồi. Té tu rồi. Đã đến lúc xông lên. Quân Đức này, các bạn thấy không? Ba đội Đức đánh với một đội Pháp mà nó phần gì. Cái ném lựu đạn này thì tinh thần của nó khá cao và khả năng tấn công. Ôi kìa, không vào. Đánh thẳng dở. Rồi. Lính ném lựu đạn thì khả năng tấn công cận chiến của nó cũng khá tốt đấy các bạn. Vâng, so với các bộ lính light infantry khác. Vâng, đây này, Grenadier này. Nó là lính ném lựu đạn nhưng mà cái khả năng tấn công cận chiến tốt. Nào, chúng ta sẽ dàn quân lên đây một trận nữa. Pháp đang tiến lên, chúng ta sẽ dàn ở đây. Pháo binh của chúng ta sẽ bắn vào đây. Nó đang tấn công vào đây và tất nhiên chúng ta sẽ rút đơn vị này lại bởi vì đơn vị này toàn hết đạn này. Và lực lượng này sẽ được tấn công. Sẵn sàng nào. Quân Pháp đang tiến đến. Thẳng vào đây, tiêu diệt được thằng tướng của nó thì ngon nhất. Úi xổ ơi, úi xổ ơi, chưa chết à? Glorious victory, sir, is soon to be yours. Chạy rồi, tiến lên, bắn từ đằng sau lưng nó cho anh. Nó lọt vào ổ kích của chúng ta rồi, ôi xổ, ôi xổ, ôi xổ. Bỏ mẹ, chúng nó đang chơi cái trò vác lên đây à? Tớ không thích cái trò vác lên của cậu tí nào luôn á. Rồi, vây nó lại. Này thì từ sâu một xíu tiến vào rừng đi, xoay hướng đạn ra đây. Pháo nòng ngắn à, ra tiến vào đấy cho nó biết sức mạnh của pháo nòng ngắn. Úi dồi ôi, lùi lại hết đạn rồi, đội này nữa hết đạn rồi. Mỗi hai đơn vị này còn đạn. Từ từ. Bây giờ chúng ta đâu rồi? Vào đây. Tiến xuống. Người Pháp thực sự đã thua. Yes,
tiến lên. Bắn ở đây. Rồi, đơn vị súng trường tiến vào đấy. Rồi, bị bắn từ đằng sau lưng thì còn gì là thấm hơn. Rồi, pháo binh của chúng ta đâu rồi? Chuyển tấn công ra đây cho anh. Chọn chết con mình. Chưa xong này được. Đội kỵ binh đâu? Chậm quá nhỉ. Chúng ta kỵ binh phổ thì thực dạng rất là cùi. Rồi, mất tinh thần rồi, mất tinh thần rồi, mất tinh thần rồi. Chỗ này chúng ta có lợi thế ở trên sườn đồi bắn xuống. Đấy. Không sợ. Chỗ này tuy chúng ta không có lợi thế sườn đồi nhưng chúng ta lại bắn từ đằng sau mình. Rồi, thì đơn vị Pháp cuối cùng đã bỏ chạy. Các bạn thấy chưa? Heroic victory. Wow. Wir triumphieren. Vâng thôi, Napoleon chuẩn bị viết thư cho gia đình của tướng Zeppelin hả? Ông ấy đã hy sinh vì tổ quốc à? Các bạn có thể cho các cái thằng Egan này nó vào spy, nó vào quân đoàn để nó sẽ giảm nguy cơ bị ám sát bởi các spy của đối phương. Quân đoàn này thì mình không chắc liệu có thể thu trụ được không, thằng này nó sẽ tấn công đấy. Và lượt tiếp theo. Thôi được rồi, kệ đó. Chúng ta rút quân đã. Chắc là trụ được. Làm gì là không mất, không đánh được nhỉ. Chắc là ăn được. Cho tướng này lên đây để hồi quân nữa này. Tướng này thì... cho nó tiến sâu vào mình đánh được không nhỉ? Cũng được mà. Không cần phục kích nó đâu. Đây, pháo của mình bị thương. Đây, pháo của mình bị thương nặng. Và ok. Chúng ta sẽ tiếp tục cho vài vị tướng này đi luyện skill rồi. Tiếc là chúng ta không thể cho nhiều tướng sang đây để tập luyện skill được bởi vì là chúng ta còn phải lo phòng thủ đất nước. Vùng này chúng ta sẽ tiếp tục không miễn thuế nữa và... được sau mình sẽ bán cái vùng đất này cho cái thằng nào đó. À, quân Anh chiếm được một tỉnh của thằng Tây Ban Nha ở dưới này. Xem tình hình. Thằng Nga cho chết nó lại bỏ giao thương mình à? Lúc thì nó theo, lúc thì không. Thằng đấy là cái thằng lá mặt lá trái lắm ấy. Đây là một cái game của phương Tây. Nên là trong con mắt của người phương Tây thì người Nga là những người xấu à. Nên là ngay cả trong trò chơi người ta cũng sẽ làm người Nga như là những kẻ xấu và cháo trở và không tin được. Còn thực tế người Nga như thế nào thì có lẽ các bạn cũng không nên đánh giá theo qua trò chơi. Bởi vì là theo mình thì ít nhất người Nga họ không gây ra cuộc chiến nào cả. Người Nga tính từ ngày lập quốc đến nay, từ khi Liên Xô sụp đổ thì họ khá là hòa bình. Có thể các bạn nghe đài báo thì có thể người ta sẽ nói theo nhiều cách, nhưng mà mình nghĩ rằng trong một thế giới ngày nay không thể một nước quyết định một vấn đề được đâu. Nên là người Nga, cái sự ở trỗi dậy của người Nga hiện nay nó cũng tạo ra cho thế giới một cái sự cân bằng. Đôi khi cuộc sống không phải cái gì cũng mong muốn được, nhưng mà
Rồi, chúng ta sẽ có các tướng khác đây. Vào đây. Sẽ bị chết quân này, các bạn thấy không? Chỉ có bọn Nikolai nhai dép xốp là không bị chết quân khi ở vùng băng giá. Tướng này, đây không phải một tướng huyền thoại. Đây mặc dù là tướng 4 sao nhưng không phải tướng huyền thoại. Không phải là thống chế. Nước Đức thì như có hơn 20 thống chế thời dưới thời Napoleon. Và tất cả các thống chế đấy đều có tên tuổi nổi tiếng ấy. Mình không nhớ là hết nhưng mà những thống chế nổi tiếng mình sẽ biết. À, không có tiền nhiều lắm. Bây giờ mình muốn kiếm tiền mình phải đi gây chiến tranh và chiếm thành. Điều đấy với đồng nghĩa với việc mình phải mua thêm quân. Và bây giờ thì tiền lực của chúng ta lại không được nhiều lắm. Một vấn đề nan giải đúng không ạ? Ta sẽ nâng cấp đường xá lên trước. Rồi. Hệ thống chính trị của chúng ta thì nói chung thế nào? Mình nghĩ đã ổn rồi. Tăng được thêm sao nữa thì tốt, còn không thì cứ như này cũng được. Quân đoàn này nó sẽ tiến tiếp vào đây. Và mình sẽ tiếp tục có một trận phòng thủ ở đây. Tại sao mình để hai quân đoàn ở đây? Thực tế đánh thì mình chỉ cần một thôi đúng không ạ? Bởi vì các bạn có chắc rằng là bạn có thể đánh liên tiếp các trận liên tiếp mà không cần phải phục hồi không? Mình đã nói rồi mà thương vong thì sẽ không thể tránh khỏi. Các bạn không thể đảm bảo rằng là các bạn có thể đánh liên tiếp mà không cần phải hồi quân đo. Có khi nó khác với quân Pháp nó có cái skill tăng hồi quân rất nhanh các bạn ạ. Nên là có thể các bạn chỉ cần một quân đoàn đứng phòng thủ được. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. Và quân đoàn này đứng ở đây phòng thủ. Minister trừ 5% phí tuyển quân cho tất cả các đơn vị. À tốt. Rồi, quân đoàn này đã đầy quân. Một trận chiến với tướng này à? Bây giờ mình phải làm nào chiếm được cái thành này á. Thì lúc đấy mình bắt đầu mới bắc tiến, mình sẽ giải chiếm tiếp cái thành này. Muốn làm được điều đó mình phải tuyển thêm quân, mà bây giờ tiềm lực kinh tế của mình thấp quá nhỉ. Cái thứ hai là mình đang chờ để nâng cấp cái công trình này để có đội vệ binh cộng hòa. Nào. Các bạn có thể thấy rằng điểm số chúng ta luôn thua. Pháo binh. Pháo binh của chúng ta. Các bạn nhìn tướng của chúng ta này, khi vào trận nó lên thành tướng 8 sao nhá. Vậy mà vẫn thua cái thằng tướng 4 sao của Pháp. Thấy không? Để xem tình hình trời mưa. Điều này không tốt cho kỵ pháo binh một chút nào luôn. Nhưng bù lại chúng ta có một cái gò đồi như thế này thì một thế trận tuyệt vời cho đội hình nào chưa về phòng thủ. Sẽ rất tốt nếu mà dụ được bộ binh của nó tiến vào hướng này. Nên mình e là đấu pháo trực diện với quân Pháp mình thua. Mình thì không thể di chuyển pháo binh lên những vị trí như này được. Gò đồi tuyệt vời như này nhưng mà mình phải di chuyển được pháo lên đây. Này vẫn có thể bị bắn đấy. Còn sát ạ. Được, chỗ này chắc may ra không bị bắn. Không chắc lắm đâu, chỗ này e là vẫn có thể. Quan trọng nhất là thằng tướng không thể bị để bạn đạn lạc và bắn chết được. Rồi.
Bây giờ thì chúng ta phải tính kế dàn quân. Không chắc lắm nhưng mà mình nghĩ là mình nên dàn quân lên đây. Chiếm điểm đồi này. Thế thì pháo đặt đây được. Đặt pháo ở đâu bây giờ? Ở đây. Tiến lên đây. Chưa dùng pháo ngay từ đầu được. Chỗ này chưa thể dùng pháo ngay từ đầu được. Đây này không có lính ném lựu đạn nữa. Tất nhiên không có lính ném lựu đạn thì dùng súng, lính súng trường này cũng được nhưng mà khả năng áp chế nó hơi thấp. Nhóm nó lại như thế này thì các bạn nhóm các đơn vị quân này các bạn dễ kiểm soát và dễ điều khiển hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ phải có đơn vị ở đây nhưng mà tiến vào cánh rừng. Ok. Mình nghĩ là đầu tiên, việc đầu tiên của mình cần làm đó là chiếm ngay điểm cao này đó. Chúng ta di chuyển thì nó cũng phải di chuyển theo. Cánh này thì có lẽ chưa lên tiến lên nhỉ. Biết là có cánh rừng đấy tốt mà. Ôi dồi ôi. Tấn công ồ ạt mình. Sao mình lại bật lên này. Quên chưa tắt đi. Rồi nó bắn không trúng rồi đó. Đây bị vướng sườn đồi. Đó. Đạn bị trúng vào tường. Bay lên trời rồi. Vẫn phải cẩn thận đơn vị này. À chưa ăn được. Nó không bắn trúng rồi đó. Mình đã tính là đặt lên đây. Mình không biết liệu pháo của mình có ăn nổi với pháo nó không. Rất là ngu ngốc. Nếu như mình lấp sau chỗ này, tại sao mình tiến quân ra đây nhỉ? Một cái chỗ khá là thú vị đấy. Hoàn toàn có thể lấp được quân, lấp phía sau quân địch được. Cái mỏm đá này, một lợi thế cũng không hề nhỏ. Có thể mình sẽ sử dụng kỵ binh sang một cánh nó. Rồi dàn pháo ra và sẽ có trận đấu pháo đầu tiên nữa. Bộ binh pháp bắt đầu tiến lên rồi á. Nó vẫn chỉ bắn được đến đây. Lên xíu được. Mình sâu quá thì lại khó còn. Ấy. Nó bắn sát đầu mình rồi. Không ăn được. Người phát đang tiến lên. Cánh bên này cũng vậy. Cánh bên này nó đang tiến lên đây. Pháo của nó có ai giữ nhỉ? Biết ngay có một đội kỵ binh. Vào đây. Người Pháp đâu phải là những kẻ, những đứa trẻ con để cho người khác bắt nạt. Không dễ thế nào đâu. Đến vào đây. Người Pháp không phải là những chú bé để cho người khác bắt nạt đâu. Đánh nhau với người Pháp thì không bao giờ để coi thường được. Nó đang bận tấn công ra kia, chúng ta sẽ thử tràn vào cánh rừng này. Hai đơn vị này sẽ lấp sau mỏm đá này.
một lợi thế không nhỏ. Chiếm ngay nếu không chúng ta thua. Đây rồi, đứng ở đây em ơi. Ôi ôi không được, phá nó lã. Rồi kỵ binh quát sật chết mất mấy con ngựa rồi. Lùi lại xíu nào, nhử quân Pháp vào đây ạ. Đây tiến vào đây, nhử quân Pháp tiến vào, chúng ta lấp trong rừng. Đầu tiên là phải xử lý ngay cái khẩu pháo này cho. Rồi đội lại cái lùi lại tí nhá, đừng để bị nó luôn. Tràn qua luôn. Rồi chúng nghĩ được bộ binh này rồi. Đấu súng trực diện với con Pháp không ăn được đâu. Rồi pháo phía trước đã. Ăn được chưa? Ăn khẩu pháo nó cho anh, nhanh. Tuyến ở khu này chiến trường rất có lợi thế. Chuyển tiếp lên là dàn mỏng hơn chút nhiều. Ăn được rồi, rút ra đi. Kỵ binh chủ yếu là để sốc chứ không phải là để phù nhây với quân Pháp rồi. Rút vào rừng. Đánh ngay vào chỗ này cho anh. Đánh ra. Đâu ấy? Để chiếm lĩnh được từng con, từng điểm cam. Rồi tiếp vào đây. Đây. Tiếp vào đây. Tiếp xuống đây tiếp. Rồi, dừng bắn để cho kỵ binh sốc. Rồi, bây giờ thì tiến sang đây.
The men are fatigued, sir. I must rest a while. Ah, okay. Rút. Nó áp sát bây giờ. Thôi xong. Đội kỵ nó đã đến rồi. Hai đội pháo chạy không kịp à? Kịp không? Bỏ pháo đi. Our men are running, sir. Mất pháo à? Vô lý nhỉ? Thôi được rồi. Map của tiến nhanh lắm. Rồi đội này vẫn chạy được thì chạy đi. Đội kia còn 5 thằng nhấp nháy. Từ từ. Còn cổ pháo đây nữa này. Cổ pháo này của nó. Giải quyết lốt cho anh. Quân này quân Pháp đang ở đây à? À mày ngon thì tiến lên đây, ngon thì tiến lên đây, đừng có nghĩ rằng ăn được dễ anh nhá. Tiến lên à? Cánh rừng. Không nên đánh nhau như này. Nó có cánh rừng thì không nên đánh nhau. Xong rồi này. Nó có rừng là chúng ta bắn thì chúng ta bị hạn chế sát thương do bị trúng vào cây. The men are fatigued, sir. I must rest a while. Hình như quân Pháp đang bỏ chạy. Đúng rồi. Chúng đang bỏ chạy à? The glorious victory, sir, is soon to be yours. Nó bỏ chạy rồi. Vỡ đội hình. Những người lính của Napoleon đã phải bỏ chạy à? À. Và lại là heroic victory. Thắng được tới đâu có dễ. Các bạn thấy không? Liên tục phải phòng thủ cho các đợt tấn công liên tiếp của quân. Chúng ta không mất ra bị quân nào cả. À, chúng ta lên skill cộng 3 và tấn công cận này. Great General, vị tướng vĩ đại rồi, chúng ta lên tướng vĩ đại, tướng 7 sao rồi. Vâng, chúng ta đã có tướng 7 sao đầu tiên, tuyệt vời, một trận đánh tuyệt vời và ông ấy đã lên cấp. Vào đây để ăn ít kinh nghiệm nữa nào. Rồi, tướng này cấp thấp, phải vào để ăn kinh nghiệm nữa. Tướng này đánh một trận tuyệt vời và đã lên được rất nhiều sao. Vâng. Lên sao, lên bạch, tuyệt vời.
Đó. Mình không chắc lắm, khu này mình sẽ phải cho trinh sát xuống đây để xem là nó còn quân không. Có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn các bạn, nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Eure Befehle? Das geht nicht, Sir. Zu den Waffen! Glorreicher Sieg! Vorwärts! Tiếp tục nổi loạn đi. Để anh tiếp tục luyện quân. Ngon. Alles bereit machen. Tướng 7 sao đầu tiên của mình đây. Pháp tướng này thì còn dài mới lên được cấp.